Xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Hôm nay bên mình có về được hai cặp lo bãi của thương hiệu BOTH, có model là HP 12B. Đời này hãng sử dụng củ lo bát và củ lo chép của thương hiệu Fito Made in Italy. Và với model này, giữa hãng DC và hãng BOTH được thiết kế giống nhau. Giống nhau từ kiểu dáng hình thức thùng cho đến nội thất của lo bát, lo chép và phân tần. Vâng và bây giờ mình sẽ đi quay chi tiết về kiểu dáng hình thức thùng cái nội thất bên trong của loa bát của loa chép và phân tần của cái dòng loa này để giới thiệu đến tất cả mọi người và đầu tiên thì chúng ta cùng đi xem về cái logo của cái thương hiệu này và đây là logo của thương hiệu BOTH được dán trên mặt trước của E-Cang BOTH Đài Audio Và về kiểu dáng hình thức thùng thì loa này có kiểu dáng là thùng cân hai lỗ thông hơi ở phía trước và cái màu sơn này là màu sơn zin Màu trắng Màu sơn zin của loa Và với màu trắng nhưng nó còn khá là đẹp Nên bên mình để nguyên màu sơn zin Và đây thì củ loa bát và loa chép mình đã tháo ra Để kiểm tra và làm clip giới thiệu đến tất cả mọi người Với cái màu sơn này quý khách nào có nhu cầu chuyển sang sơn màu đen Thì bên mình sẽ hỗ trợ sang sơn sang màu đen Còn ở đây thì bên mình... Hàng mới về buổi chiều ngày hôm nay và cái màu sơn này là bên mình cũng để nguyên zin màu sơn này. Và đây là củ loa bát và củ loa chép của cái dòng loa này. Đời này thì hãng này sử dụng loa bát và loa chép của thương hiệu Faito Made in Italy và đều là bát neo và chép leo. Chúng ta cùng đi xem về cái loa bát trước. Logo của thương hiệu Faito Pro Made in Italy và cái model của cái loa chép này là 12PR300 cái đời này có công suất là công suất mắc là 600W, trở kháng là 8 ohm và đây là CD mã vạch của cái củ loa này. Loa thuộc dòng loa từ leo. Khá là chất. Nhện đen và keo củ côn là màu lâu. Dòng này là bát xịn, bát chép xịn của Phyto. Rất là chất lượng. Và mọi người thấy là cái khung xương này nó rất là chất, dòng từ leo. Và cái dòng bát của Phaito này thì giá nó rất là cao Cái giá mới mà hàng xịn này nó rất là cao Bát chép đều đều còn đều là đều của Phaito Và đây là hai dâu kết nối từ phần tần đi vào của loa bát Màng loa Cả hai cặp loa này về bên mình trong tình trạng là đều đẹp xuất sắc và di 100% về mặt trước của loa bát thì Dòng này sử dụng uh, gân vải hai sóng màng giấy và ấp phơ lồi và mọi người thấy là cái ấp phơ này nó có cái màu uh, khác biệt so với cái màng này màu này là màu uh, mắm tôm à. tất cả đều của loa bát đều uh, rất là đẹp Phaito made in Italy bát chép này thì uh, là dòng bắt chép nhập khẩu chính hãng của thương hiệu Phaito nên nó rất là chất và chất âm của nó thì chắc chắn là rất là hay rồi nhìn củ lo bát thì quá là uy tín ở đây là tiếp theo hai củ lo bát tiếp theo à, khá là đẹp và tất cả còn tương đối là mới Và phía bên trên này là những củ loa chép. Phytopro và cái đời này thì là đời chép leo nhé. Đời chép leo. Có mã là HP104, công suất là 80W, trở kháng là 8Ω. Và đây là cái CD mã vạch của cái củ loa chép này. Đời chép leo thì nó sẽ đắt tiền, sẽ giá trị hơn là cái đời chép thường. Và tất cả thì sẽ bao gì? Đây từng CD mã vạch riêng của từng củ loa chép. Với cái đời loa này thì mình nhớ không nhầm thì nó có một đời chép thường và đời này là đời chép leo. Cái đời chép leo này thì cái giá trị tiền nó sẽ cao hơn và chất lượng âm thanh thì nó cũng hay hơn so với cái đời chép thường. Chép thường từ Ferredit thì nó sẽ chất lượng âm thanh thì nó sẽ không bén bằng cái chép leo này được cặp neo này thì nó cho cái tiếng nó đạt ở cái giải cao hơn, tiếng chép nó sẽ đánh tươi tí tách hơn. Faito Pro HP 104. Chép khá là đẹp. Cái loại chép này nó rất là đắt tiền, thậm chí nó còn đắt tiền hơn cả cái bass khi chúng ta mua mới bên Italy thì cái loa chép này nó rất là đắt. Vì sản xuất ra được cái loa chép nó đạt được cái chất âm hay à, thì nó rất là khó làm hơn là cái loa bass. Chẹp leo khá là đẹp và phía bên trong này là phân tần chúng ta cùng đi xem về phân tần bên trong bông tiêu âm là bông tiêu âm màu trắng và nó cũng hơi ngả màu một chút do thời gian sử dụng nó là hàng bãi và đây là cái vị phân tần và như mình đã nói ở đầu video thì cái hãng này và hãng DC thì nó tương đối là giống nhau từ kiểu dáng hình thức thùng cho đến củ loa bát, củ loa chép và phân tần thì đều giống nhau. À, phân tần ở đây thì có các linh kiện như là cuộn cảm, có ba cuộn cảm này, ba con trở sứ rất là to, công suất là 50 w và trở kháng là con này là 30 ohm, con này 4,7 ohm và con này 3,3 ohm. Và đây là những con tụ, con tụ của hãng EC USA. Con tụ này rất là chất này, con tụ này nếu chúng ta mua bên ngoài thì nó rất là đắt tiền. Đó. 3 con tụ rất là chất. Cái chất âm của tép nó có hay không thì nó cũng một phần nó quyết định ở những cái con tụ này. Chất âm của giải cao nó có hay không thì nó quyết định những con tụ đấy rất nhiều. Tụ xịn thì nó cho chất âm hay. Ở đây thì hãng sử dụng 4 quả tụ. Có một quả dành cho lo bát và còn lại là dành cho lo chép. Chở thì có ba con chở sứ rất là to trở lại thì nó chịu được công suất rất là lớn lên đến 50W và hai cuộn cảm dây kết nối vào loa bát và loa chép và loa chép thì kết nối bằng rắc cài rắc cài và loa bát thì kết nối vào rắc là chúng ta nhấn xuống và xỏ cái đầu dây này vào loa bát của loa, loa chép dòng này thì nhìn nó rất là chất lượng và chất âm của cái dòng loa này thì chắc chắn là khá là hay rồi vì thương hiệu Phyto bát chép của thương hiệu Phyto thì là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và cái dòng loa này thì nó rất là hiếm trên thị trường không có nhiều nhé thi thoảng với một vài anh em có một vài cặp bán thôi chứ không có nhiều rất là hiếm Đây, khá là đẹp hai cặp này thì về trong tình trạng là thùng vách thì đẹp, không xích sẹo móc méo và còn nguyên cái màu sơn này là màu sơn zin của cái hãng loa này màu trắng nên còn rất là sạch. đây là bên mình chưa vệ sinh nhé, à, hàng về và có tháo làm clip luôn, chưa vệ sinh và cứ khách nào có nhu cầu chuyển sang màu đen thì bên mình sẽ hỗ trợ là sơn thùng sang màu đen, còn không thì bên mình sẽ để nguyên cái màu nguyên của nguyên bản của cái loa này củ khá là chất và cái thùng này thì nó cũng rất là sâu và mình cũng xin đọc kích thước thùng để mọi người có thể lắm được để dễ bố trí cho cái vị trí nhà mình chiều cao của cái dòng loa này là 61 cm chiều ngang là 38 cm và chiều sâu là 40 cm đó là kích thước thùng cái chiều ngang của nó cũng hơi to một chút so với cái dòng loa bắt 30 bình thường cái dòng này thì nó cho ra chất âm đặc biệt là khi chúng ta hát karaoke thì cái lời của chúng ta nó rất là bay bổng và ngọt ngào Bởi vì cái dòng bát chép của Phaeto này thì nó rất là chất rồi và chúng ta nghe nhạc nó cũng rất là hay anh em chơi cặp loa này với căn phòng khoảng 40 mét vuông đổ xuống và có thể kết hợp thêm một quả súp 40 hoặc là 50 thì quá là hay bát chép khá là xịn sò Phaïto Made in Italy. Tất cả các dòng loa của Italia thì họ thiết kế và làm ở cái tiêu chuẩn rất là cao, nên nó cho ra chất âm thì khá là hay rồi. Điều đó thì đã được rất nhiều nước trên thế giới là công nhận rồi. Và đây là cái sản phẩm hàng bãi, à, nó có giá rất là hợp lý để cho quý khách nào có nhu cầu sử dụng và cái loa bass này thì nó sử dụng côn là côn 65. Côn 65, côn nó không to lắm nhưng công suất nó khá là lớn. Và cái dòng côn này thì nó cho ra chất âm rất là hay, đặc biệt là cái giải min, giải lời chúng ta hát thì nó rất là bay tiếng ngọt ngào. Ví dụ như côn to như côn 100 thì nó chỉ mạnh thôi, nó chỉ chịu công suất lớn thôi chứ còn nó cái lời của nó hát thì nó hơi bí một chút. Còn côn 65 này thì chúng ta hát karaoke thì lời nó rất là hay cái phần khung xương này xương thì lo bát thì là xương đôi xương đôi rất là cứng cáp nhìn nó rất là chất từng các góc cạnh nó làm rất là sắc nét nhìn củ loa bát này khá là đã luôn mình ấn tượng với cái củ loa chép này nhiều hơn cái dòng chép leo này nó cho tiếng rất là hay công suất nhìn chép nhỏ này thôi nhưng công suất nó lên đến 80W nó bằng những cái loa từ Fiatrit từ 10 15 17 phân thì công suất mới lên được đến 80W rất là chất từ tính nó rất là tốt để nó cho công suất khá là lớn mặc dù nó rất là nhỏ bé và tiếng chép thì nó rất là bén khá là đẹp và với hai cặp loa này thì bên mình sẽ bao zin 100% cho anh em từ thùng vách cho đến nội thất của loa bát, của loa chép và phân tần. Và đây là cái e căng. Y e căng của cái loa này. cây e căng cũng là màu trắng. Và còn khá là sạch sẽ. Cái này bên mình sẽ vệ sinh sạch đi thì nó sẽ sạch hơn. Ở đây là loa còn nguyên chưa kịp vệ sinh. Vâng và mình cũng xin báo giá của hai cặp loa này để quý khách có thể lắm được và cân đối với mức tài chính. À một cặp loa này thì bên mình sẽ bán với giá là 14 triệu 500 nghìn đồng. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách. Và với chỉ việc bỏ ra 14 triệu 500 nghìn đồng thì quý khách đã được sở hữu một cặp loa rất là chất lượng. Sử dụng củ loa bát và củ loa chép của thương hiệu Phyto. Và mọi người lưu ý là củ loa chép này là cái đòi chép leo. Nó sẽ đắt tiền hơn, giá trị hơn và chất âm sẽ hay hơn so với cái dòng loa à, sử dụng à, củ à, chép thường từ feradit 14 triệu à, 500 nghìn đồng một cặp giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách bên mình sẽ bao zin bao xịn cho mọi người vâng và quý khách nào có nhu cầu à, mua cái dòng loa này hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826 252 688 hoặc quý khách có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố lẻ Hưng Hà, Thái Bình để test xem trực tiếp cái dòng loa này và một số thiết bị âm thanh khác. Vâng và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video và quý khách nào lần đầu ghé thăm kênh, chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh và đồng thời nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những clip mới nhất của bên mình. Vâng xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở trong clip sau. Và xin chào tất cả mọi người.